Hello, xin chào các bạn thân yêu của tôi. Nghe nói Vsmart vừa ra một dòng sản phẩm chưa ra đã nổi rồi. Con gì ta? Đó chính là con Vsmart Joy 3. Hiện tại mình đang có mặt tại bàn trưng bày của Vsmart và trên tay mình là con Vsmart Joy 3 đây. Này mình sẽ giới thiệu đến các bạn con này. Coi nó ngon như thế nào nhé. Yes, bắt đầu. Sau khi mình vừa cầm mua được cái máy chuẩn bị giới thiệu cho các bạn thì đã có một vị khách đi vô và anh ấy đã hỏi con Joy 3. Con này hiện tại đang rất là hot trên thị trường các bạn. Nhưng mà mình mới cập nhật ở trên trang Thế Giới Di Động thì con này hiện tại đã hết hàng rồi. Khách đặt mua rất là nhiều. Ngon quá mà phải không các bạn? Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Nào hãy cùng trải nghiệm Joy 3 với mình nha các bạn. Cảm nhận đầu tiên của mình về con Joy 3 này, theo mình về thiết kế thì con như này không có gì mới mẻ hết nha các bạn. Thiết kế rất là quen thuộc, ba camera dọc bên trái thân điện thoại và nút cảm biến vân tay ở giữa. Joy 3 phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, giá là 2.690.000, giảm 400k từ ngày 4 đến ngày 16, trả góp 0% với ngân hàng Home Credit. Trên tay mình là con về mắt Joy 3 các bạn. Về phần thiết kế dưới điện thoại là con này sử dụng jack sạc Type-C, hai bên là hai cái loa ngoài các bạn. Tăng thêm âm thanh, giúp âm thanh ngoài lớn hơn. Bên phải màn hình điện thoại là nút nguồn, nút tăng giảm lượng. Mặt trên điện thoại là jack tai nghe 3.5. Thường thì những dòng sản phẩm giá rẻ thường thiết kế jack 3.5 ở trên đầu điện thoại các bạn thấy. Bên tay trái màn hình điện thoại là khe SIM các bạn. Con này thì hai SIM hai sóng kèm khe chứa thẻ nhớ lên 64GB, tối đa là 64GB. Con này thiết kế màn hình giọt nước 6,5 inch, trang bị công nghệ màn hình IPS LCD HD cộng các bạn. Mặt kính cảm ứng, thiết kế mặt kính cong 2,5D. Mình đã tăng mát hết độ sáng các bạn coi trên tấm nền IPS. Về phần camera thì con này thiết kế camera là ba camera chính được thiết kế nằm trong một vòng tròn. Gồm camera chính là 13 megapixel, phụ là 8 và 2. Đây là đèn LED nha các bạn. Con này thì cảm biến vân tay nằm ở mặt sau lưng các bạn. Biến vân tay nằm ở mặt sau. Logo Vsmart quen thuộc, thương hiệu Việt Nam các bạn. Camera trước là 8 megapixel. Hỗ trợ quay phim HD. Đây là giao diện của con Joy 3 các bạn. Cũng giống những dòng sản phẩm Vsmart trước thôi. Joy 3 chạy hệ điều hành Android 9.0, được hỗ trợ 7 chip Snapdragon 632 8 nhân, tốc độ 1.8 GHz, chip đồ họa GPU Adreno 506, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, hai SIM hai sóng kèm khe chứa thẻ nhớ lên 64GB. Con này thì có một điểm trừ là cái khe chứa thẻ nhớ tối đa của nó lên chỉ được có 64GB thôi nha các bạn. Đó là một điểm trừ khá là tệ. Hiện tại thì con này còn trống khoảng 20 hai mấy GB nha các bạn. Đã sử dụng khoảng 90GB rồi. Về phần pin thì Joy 3 được trang bị pin 5000, pin chuẩn LiPo, hỗ trợ sạc nhanh Wood Jack 3.0. Trong vòng 30 phút các bạn có thể sạc được 30%. Về phần thiết kế thì Joy 3 thiết kế nguyên khối khung và mặt lưng là bằng nhựa, các góc cạnh được bo tròn bằng nhựa dày 9,19 mm. Con này tính ra khá là dày các bạn. Và nặng 192 gram. Con này trọng lượng 192 gram, nhưng mình cầm trên tay thì nó cũng không có nặng đâu các bạn. Nhẹ thôi. Cầm cũng vừa vắng lòng bàn tay. Không nặng lắm đâu các bạn cứ yên tâm. Thực sự lúc đầu video vô mình cũng cảm nhận con này rồi. Về phần thiết kế của nó thì không có gì gọi là mới mẻ hết nha các bạn. Không có gì gọi là đột phá hết. Nó cũng thiết kế những cái dòng sản phẩm Vsmart trước thôi, là ba camera và cảm biến vân tay nằm ở mặt sau. Có một chi tiết là các bạn nhìn thấy giữa ốp lưng và khung điện thoại thường nó có một cái khe hở này,
Thế nên mình thấy nó có một cái khe hở, là một chi tiết hơi thô các bạn. Về tính năng bảo mật thì cho truy bảo mật mở khóa bằng vân tay nha các bạn, không có mở khóa bằng khuôn mặt nha. Bây giờ thì mình sẽ test camera trên cho truy các bạn nè. Rất là nhiều tính năng chuyên nghiệp, chụp ảnh chân dung, tự động, ánh sáng yếu, làm đẹp và A-sticker. Camera chính là 13 megapixel, còn hai camera sau là camera xóa phông và camera góc siêu rộng. Bây giờ mình sẽ chụp cho các bạn một tấm hình trên camera của Joy 3. Theo như mình đánh giá thì tấm hình của con Joy 3 này thực sự là cái màu sắc cũng như là độ sắc nét của nó chỉ độ bình thường thôi nha các bạn, bình thường thôi. Theo như thang điểm mình đánh giá là khoảng tầm 6-7 điểm cho cái tấm hình của Joy 3. Phiên bản RAM 2GB giá là 2.290.000, còn phiên bản RAM 3GB độc quyền thế giới rộng giá là 2.690.000. Đây là giao diện tổng quan của nó các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã coi video mình nha. Mình vừa giới thiệu đến các bạn còn về Mac Joy 3. Cảm ơn các bạn coi video mình. Nếu thấy hay đừng quên cho mình một like, cũng đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Ok, tạm biệt các bạn. Yêu các bạn.